Người tên Thiên là Thiên, đúng không? Thiên này còn có nghĩa là trời. Người tên là Phong. Phong, đúng rồi. Người tên Vũ. Vũ này là mưa, người ta không dùng làm tên, ít người dùng lấy làm tên. Nhưng mà người ta có cái chữ khác là chữ ủ, là vũ trong từ vũ khí, hoặc là dụ, tương vân vân. Ngoài ra còn chữ Hồng, ai tên Hồng này? Hồng thủy hồng Hồng thì sẽ khổng là khúng khúng nhá, đọc là u này, khúng. khúng khúng Người tên là Thủy. suối S水, suối suối s水, đúng rồi. Đấy là chúng ta lấy cái âm Hán Việt. Một khi không có âm Hán Việt, ví dụ như vừa đấy có một bạn tên là, trước chị lại có một bạn tên là Niềm đúng không ạ? Rất nhiều Niềm. tên nhé, nhất là tên dân, người dân tộc thì rất là khó để mà dịch. Tên chị ấy vừa là đây, Chị thế thì chúng ta thấy nó không có cái âm Hán Việt thì lúc đấy chúng ta sẽ, cách thứ nhất là chúng ta lấy một tên khác, ví dụ tên là Lan hay Loan, nghĩa là mình sẽ đặt tên mới cho mình. Cách thứ hai đó là lấy cái tên tương tự như thế, ví dụ Niệm thì chuyển sang thành Niêm hoặc là Niệm, miễn là cái chữ nào nó có cái âm Hán Việt để chúng ta lấy. Cách nữa là chúng ta phát hiện ra âm, cái âm ví dụ nó là cái này nó hơi khó dịch, nói chung là bên dịch tên này nó không đơn giản. Cả lớp cùng đọc lên này. Thái Hiền Sự Chiều Chính Thiên Xã Trại Phong Lý Thiên Trị Hùng Sội Phong Phang Xén Lém Phang Xén Lém Sự Sự Chiều Rú. Nhớ nhé, ví dụ chữ hiền này, sau này người hiền tài các thứ thì người ta dùng cái này. Lương Tâm này, Tống thì người họ Tống thôi. Thị này, Quỳnh, ví dụ hoa Quỳnh thì chúng ta, hoa là gì nhỉ? Hôm trước học quả hoa. Hoa là hoa. Hoa Chống hoa. Quỳnh hoa. Quỳnh hoa thì đấy là hoa. Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh. Khúng hoa. Quỳnh hồng Quỳnh. Khúng hoa. Hồng quỳnh hồng hoa à hồng hoa hồng hoa là hoa hoa hồng hoa hồng. Đấy là chúng ta từ một chữ chúng ta nhận ra, rú là như như ý nhỉ. Chúng ta thấy là học cái âm Hán Việt nó có lợi ở chỗ học một từ chúng ta biết được nhiều từ khác, mà trong tiếng Anh mình khó có thể có được cái phần này. Loạn chiêu xén. Loạn chiêu xén tiếp nào. Loạn ngụy trang. Lũ hoài đoàn sự diện tháng thể thiên thúng vệ chân. Các bạn trên đọc luôn. Thúng tâm dầu dĩ quan nhạc sang dễ nán trung của bảy chinh. Việt Anh, Việt Anh đọc lại. Việt Anh với gì nhỉ? Quỳnh Như, hai bạn đọc lại. Cả hai cùng đọc lên. Em để ý này, nghe video của em viết ra nhá, cũng được. Đoán xem nó là chữ gì đọc lại lên cho chị nhá. Nhi Trung Quốc hóa sư thì khẩn hảo. You speak Chinese very well. Nhi Trung Quốc hóa sư thì khẩn hảo. Nhi Trung Quốc hóa sư thì khẩn hảo. You speak Chinese very well. Nhi Trung Quốc hóa sư thì khẩn hảo. 就是老屋哦,老屋。哪裡不行,不行。哪裡不行。尤其,尤其。爹。法語 đổi dấu thành Phá Vũ. Chinh chú. Tại tại y chú. Nữ chú.
Trinh chú, tôi là dân tộc Kinh, tôi là người mình thường nói là trong bệnh viện đi theo chị sang bằng tường ấy thì nó hỏi là dân tộc gì thì mình ghi là dân tộc Kinh chẳng hạn. Hoặc là ai dân tộc Nùng, dân tộc Tày thì có thể nói thêm cái đấy vào. Vâng vâng.